con đăng nhập vào bài variable keyboard. Nhiệm vụ hôm nay là chúng ta hãy cố gắng làm cho thầy ít nhất đến cúp bạc nhé. Và thầy sẽ show kết quả. Vậy thì cuối giờ thầy sẽ nhờ Trà My sẽ hỗ trợ nhé, hay là supporter giúp thầy nhé. Thầy chúc mừng Hoàng Nhân là người đầu tiên đã đạt được cúp. Tiếp tục nào, chúng ta sẽ có khoảng tầm 5 bạn nữa sẽ đặt cúp cho khoảng 1 phút nữa. Cố lên các bạn. Chúc mừng Khánh Linh, Lan Khánh đã đạt được cúp bạc. Các con hãy cố gắng lên kim cương để tính vào điểm kim cương đây nhé. Giải thích hình ở trên, giải thích ở trên này đã nhé. Con chỉ mỗi bước con làm thì con sẽ chỉ xem là con giải thích vì sao con lại nên là con thế. Trong buổi học hôm nay thì thầy xin chúc mừng bạn Minh Quân và bạn Nam Khánh là những người đầu tiên đạt đến cúp kim cương và có điểm kim cương. Bảo Trân là bạn đã vượt chỉ tiêu, tuy nhiên là con hãy cố gắng là thêm một phần trang. Và những bạn còn lại thì các con hãy cố gắng về nhà làm nốt trước buổi hôm sau thì thầy sẽ kiểm tra nhé. Cảm ơn cả lớp rất nhiều. Rồi, buổi học của chúng ta hôm nay kết thúc. Còn khi chúng ta phân tích ở trên cùng một chủ đề với cùng một lớp thì quý phụ huynh có thể nhìn thấy rằng Eduten sẽ đưa cho chúng ta rất nhiều thông tin. Thông tin thứ nhất đó là các con, từng con thì sẽ được sắp xếp các phần thưởng tương ứng với kết quả mà các con đã đạt được thì ở đây, và tương ứng với thời gian thực mà các con đã thực hiện chủ đề này, và sắp xếp từ cao xuống thấp. Đồng thời chúng ta cũng sẽ thấy được là lộ trình học tập của các con, là mỗi con thì đã chọn các cấp độ ở những mức khó, dễ hay là trung bình. Ngoài ra thì đối với từng đơn vị kiến thức kỹ năng, chúng ta sẽ thấy rằng là đối với từng con, chúng ta sẽ biết là các con đang học ở đơn vị kiến thức kỹ năng nào. Ví dụ ở đây chúng ta thấy là những cái đường màu nâu như này là những cái đơn vị kiến thức kỹ năng mà giáo viên sẽ cần hỗ trợ các con. Đồng thời thì khi có bảng phân tích
Như vậy thì giáo viên cũng dễ dàng có thể điều chỉnh cái lộ trình học tập của học sinh hoặc là nhóm giáo viên, và có thể tổ chức các buổi hỗ trợ nhóm hoặc là buổi hỗ trợ riêng cho học sinh theo từng đơn vị kiến thức kỹ năng mà con cần được bổ sung hỗ trợ. Như vậy là chúng ta thấy là sự bổ trợ của họ giáo viên sẽ có trọng điểm và có bằng chứng rõ ràng hơn. Ngoài ra thì Eduten cũng cung cấp cho giáo viên rất nhiều các dữ liệu, ví dụ như là độ chuyên cần của học sinh hay là độ tiến bộ của cả lớp theo từng giờ, từng ngày, từng tháng và từng năm. Thì đó là toàn bộ những cái phân tích mà tùy thuộc vào nhu cầu của giáo viên và mức độ giáo viên cần hỗ trợ cho trọng điểm cho học sinh nào, thì giáo viên cũng có thể là tìm đến từng cái số liệu phân tích của từng học sinh để có thể giúp đỡ các con một cách kịp thời.